Xin chào các bạn. Hôm nay sự hiện diện của Tion và một bầy người cá đang ở đâu đây? Không phải, đây không phải là hồ bơi Sky Garden của 50 năm về trước. Đây chính là hồ bơi. 50 năm về trước, đây là một cái đầm lầy. Và di tích của nó là ở đây. Hãy nhìn qua bên cái đường đi các em. Có một cái mương rất là lớn, rất là tối. Trong đó có rắn rít, cá trê ở trọng. Có cá trê nữa đó. Rất là ghê gớm. Đặc biệt là có con đĩa hút máu như là ma cà rồng. Đó, bên đó đó, nguyên cái mương. Đó, nghe tiếng dế kêu không? E. Và đây, cái hồ bơi em đang bơi đây. Nó là một cái đầm lầy. Và đã từng có rất nhiều người tử nạn ở đây. Vui đó. Thật đấy. Em hãy nhìn lên trời coi còn mặt trăng không? Khi Tiêu nói đến những chuyện ghê rợn này, mặt trăng đã biến mất. Có muốn nghe câu chuyện này tiếp không? Ủa mấy em nói ghê mà sao mấy em muốn nghe tiếp? Đó. Các em tin ma da có thật không? Rồi. Chắc không? Cái hồ bơi này lúc trước là có nhiều người thành ma da lắm đó. Chết đuối mà không biết bơi đó. Bây giờ người ta xây lên thành một cái nơi sầm uất cho người nước ngoài ở, chứ người Việt Nam đâu có ở. Bởi vì trước đây nó là khu đầm lầy chết người. Ghê không? Muốn nghe nữa không? Trời, mấy này liều dữ vậy ta. Ăn nhiều. Em chưa sợ đâu. Chưa liều sợ đâu. Không ăn nhiều. Đó. Bây giờ mấy em thấy lạnh không? Không. Sao mấy người cá của tiêu liều quá vậy? Mấy em mạnh dữ vậy? Mấy em không sợ ma hả? Không. Rồi. Chắc chưa? Dạ. Kể tiếp câu chuyện ở đây hay câu chuyện bên lề? Câu chuyện ở đây. Từng rồi đó. Tường đi qua bên đường chỗ này nè. Biết thấy gì không? Thấy bên kia đứng sông hả? Không. Thấy cái đầm lầy. Ghê hơn, mấy em đáng thử đi. Thấy đĩa. Gì? Thấy đĩa hút. Không luôn. Thấy ma. Cái đầm lầy mà thấy cái đầm lầy. Đúng rồi đó, thấy ma đó. Tin. Bây giờ Tiêu kể coi mấy em tin hay không tin là tùy nha. Rồi xong. Tôi nhảy xuống cái đầm đó, tôi tắm. Sợ này hay không tin. Đâu ra tự nhiên ở bên kia mà tự nhiên nhảy qua đây được. Thì đi qua bên kia. Tắm đầm, bên kia có cái đầm mà. Anh tắm đó là ông máu. Anh kéo chân đi luôn. Anh đâu có thiệt nghĩ gì đâu, tự nhiên bên kia. Trời ơi, sao mấy em thông minh vậy? Nói kể gì mà mấy em không tin liền hả? Không. Sao bây giờ mấy em thành người cá, mấy em có trí tuệ quá vậy? Em thông minh là người cá. Đúng rồi, mình thành người cá, ai mà nói xạo là mình biết liền đúng không? Đúng rồi. Mà người ta nói thiệt mình cũng tưởng là nói xạo đúng không? Đúng rồi. Hay quá vậy. Trời ơi. Vậy luôn hả? Mạnh dữ hả? Rồi, kể cho nghe, hồi hôm bữa tôi bơi trong cái đầm đó đó. Tự nhiên con ma da. Nó giơ cái cánh tay nó lên nhấc nhót, nó bám vô đuôi cá tôi, nó giật. Tôi quay lại, tôi không thấy gì hết. Thấy hả? Trắng bóc à. Thấy hai con mắt đen mà nó lá sáng lên, tưởng mắt rái cá trong đêm. Tôi hỏi, mày la vậy? Nó nói là chưa. Tao là ma da sợ tao không? Không. Ủa sao biết hay vậy? Không có gì phải sợ, đập mày luôn. Đúng rồi, nhưng mà tôi không có nói như em. Em nói chuyện khiêu khích quá. Tôi nói là biết nói gì không? Mày là ma da kệ mày chứ, tao người cá mà. Mày
nắm giò tao làm gì? Tao có bị chết đuối đâu mày nắm giò mày giật giò tao. Mày khùng hả? Câu chuyện nào không nói chuyện. Câu chuyện ma đâu mà câu chuyện hài á, mày nói giật giò hoài à. Xong rồi con ma già nó nói: người cá hả? Tao là ma nè, sợ không người cá? Không. Sao không sợ? Tao ở trên giò đâu có ma đâu. Quên. Ma nữa. Cái xong tôi nói là em nói xạo á, là ma nữa nói. Ma biết nói chứ. Biết chứ. Đúng rồi. Xong tôi nói là: tao là người cá sợ má gì mày? Khùng hả mày? Cái nói tao là má nè, không sợ tao sao? Ừ, đúng rồi. Nói tao biết bơi tao sợ mày làm gì. Xong ma nói: vậy thôi mẹ ở đây mày chơi đi, bye bye, tao đi hụ hàng khác đây. Bây giờ mấy em thấy lợi ích của việc trở thành người cá chưa? Không sợ ma già nữa luôn. Em là người cá, em là khiếp bột của người thông minh. Mạnh luôn rồi đó. Rồi câu chuyện ma đến đây kết thúc. Trời ơi, trời ơi. Tưởng ghê rồi. Trong tâm em đã yên lòng. Vậy được không mấy em, câu chuyện vậy hay không? Không, không. Hay mà vui, vui. Mấy em tin không? Không. Đúng rồi, nãy giờ tôi kể bịa mà. Đúng rồi. Vô tấm cái bụng là biết rồi. Ờ, không ngờ các đệ tử của tôi bây giờ thông minh dữ ta. Chỉ nhờ đôi mắt của anh thôi là em đã biết anh nói dối rồi. Nhìn sao vậy em, chỉ anh coi. Nhìn đám đứa vào con mắt anh thì em đã biết. Nó xạo không? Trời ơi, không ngờ mấy bạn người cá thông minh quá, khó bị dụ quá hả? Nói gì hả? Nói đám đứa của chị biết sao vậy? Sao anh biết được chị 500 năm trước? Gì 500 năm trước nữa? Anh nói đó 500 năm trước. Nó có 50 năm mà. Nó có 50 năm trước mà. Mà nó 50. Anh nhiêu tuổi rồi Dion? 21. Ai anh nói vậy? Sao anh bao nhiêu tuổi? 21. Rồi cho mấy em đoán thử tôi anh bao nhiêu tuổi đi. 31, 11 tháng 9 là 11 tháng 9 năm 31 thế kỷ rồi đó. 31 gì? Sống 31 thế kỷ rồi. Sống 31 năm rồi đó. 31 thế kỷ là 31 lần tận thế của trái đất á. Sao? Tận thế là nó chết chứ sao mà nó sống được. Mấy chục 7 năm lận. Tái sanh. Ủa anh có tận thế luôn hả? Có tận thế chứ. Tái sanh. Anh tiêu cho mà anh dính gì? Dính vảy cá đó. Thôi bây giờ pizza tới chưa vậy? Chưa. Tôi thấy là test trình độ của mấy em bây giờ mấy em thông minh lắm rồi đó. Khó bị dụ đó. Biết sao không? Bơi người cá mình có trí tuệ, có sức khỏe, không ai dụ mình được á. Chúc mừng các em nha. Khó bị dụ quá ha. Tốt á. Giờ tôi anh dụ mấy em ăn bánh pizza, mấy em ăn không? Có hút ngủ được. Trời ơi sao em dễ bị dụ quá vậy Vi? Không ăn đâu. Ồ vậy anh cảm ơn nha. Cảm ơn. Thôi tụi mình ăn ha, đừng cho bà nó ăn.